bộ thiên hạ, Đặc Công Thần Y, chap 181. Thần Tôn, người không nên nhận cô ta làm đệ tử. Thuộc hạ cho rằng cô ấy có lẽ là nguyên kiếp của người. Bổn tọa muốn thu ai làm đệ tử, còn cần ngươi dạy bảo. Thần Tôn, cô ta không đáng. Vô Mặt, ngươi vượt mức rồi. Bổn tọa trước lúc bế quan đã căn dặn ngươi như thế nào? Thần Tôn căn dặn thuộc hạ phải dự bị thức ăn cho Ninh cô nương, dẫn cô ấy rời khỏi mê tông huyền cảnh, để cô ấy quang minh chính đại bái vào môn hạ của Thần Tôn. Nếu làm trái lệnh, phạt vào trong ma hồn cốc, chịu phạt 1 năm. Ừ, nếu đã vậy, ngươi tự đi chịu phạt đi. Thần Tôn, ngươi còn lời gì? Thần Tôn, Vô Mạc sẽ tự nhận hình phạt. Nhưng người đàn bà này 8-9 phần 10 là nguyên kiếp của Thần Tôn. Thần Tôn cần phải cẩn thận. Mạng của bổn tọa do trời định. Của ta trong chốc lát tăng nhiều như vậy. Tu luyện thêm 80 ngày nữa chẳng phải là có thể đến địa giai cấp 3 rồi sao? Có thực lực này, sau này ta có thể tự mình đi xông pha một vùng trời rồi. Thầy bộ đồ. Ừ? Đây là... Đây là hắn chuẩn bị cho mình à. Ngồi.
một ván cờ, có thể ăn một miếng điểm tâm. Hắn đây là ngứa tay, muốn đánh cờ với mình. Thua thì sao? Nhưng chơi cờ với hắn, cơ hội thắng không lớn. Phải hỏi rõ điều kiện trước mới được. Còn chưa tỉ thí đã hỏi thua trước. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Lời nói rõ ràng không tốt sao? Vừa bắt đầu đã dùng chiêu kích tướng, đối với hắn thật là một chút cũng không thể khinh suất. Nàng thắng, ăn một miếng điểm tâm. Bổn tọa thắng, nàng trả lời thật một vấn đề. Hình như ta có chút thiệt. Chơi một ván cờ, chỉ thắng một miếng điểm tâm, ít nhất cũng phải ba miếng. Nàng trả giá với ta. Được, nàng thắng một lần, có thể ăn ba miếng điểm tâm. Nhưng nếu bổn tọa thắng, nàng không những phải trả lời câu hỏi, còn cần phải tặng thêm một thứ cho bổn tọa. Thứ gì? Hắn muốn tiền của mình sao? Mình không có bao nhiêu tiền á. Yên tâm, thứ đó nàng nhất định cho nổi. Nhưng vậy ta vẫn có thể không có lời. Nếu ta thắng, ngươi cũng phải cho phép ta hỏi một câu hỏi. Được, tùy nàng. Video đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video đặt sau nhé. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.